Sao Dương lại ở đây ạ? Sao mà nhìn thấy Dương con lại bất ngờ thế hả? Này, đừng có nói là Dương về nước con không biết đấy nhá. Thì con... Dạ, vì thời gian qua chúng cháu cũng bận việc nên là cũng chưa liên lạc với nhau ạ. Từ hôm nay ấy, à không, từ ngày mai đi. Chứ ai ăn mặc nhếch nhác như thế này. Từ ngày mai ấy, mẹ sẽ nhờ Dương dạy học cho con một vài chiêu để con quản lý công ty cho nó nề nếp hơn. Mà kìa mẹ, mẹ đùa cái gì đấy ạ? Bây giờ là mẹ lại còn tuyển cô giáo cho con ạ? Mẹ không đùa đâu. Đây không phải là cô giáo, mà đây là người phụ trách. Hai đứa thân thiết từ nhỏ, dù sao cũng hiểu tính cách của nhau. Nên bây giờ ấy, mẹ nhờ Dương giúp con để quản lý công ty cho nó có nề nếp. Dương nó đi du học ở nước ngoài về, có thời gian làm việc với các công ty lớn, chắc chắn sẽ giúp được con đấy. Mẹ đừng đùa nữa, con không hợp với việc tiếp quản tập đoàn nhà mình đâu. Với cả mẹ có cố chấp thì cũng thế thôi. Mới đừng có lôi người ngoài vào việc này chứ mẹ. Người ngoài? Mẹ nhìn thấy Dương con lớn lên từ nhỏ, con nói người ngoài là người ngoài thế nào? Cái thằng danh con này. Nhưng mà con không muốn. Mẹ đừng có ép con như thế. Mẹ hỏi Dương xem, các gì Dương đã muốn. Bác đã nói như vậy rồi, thì tôi sẽ đồng ý giúp cậu. Thế nhưng mà con không muốn. Mẹ đừng ép con vô cớ như thế. Con nhất quyết không muốn đúng không? Vâng, nhất quyết không. Thôi được, nếu con không muốn thì mẹ cũng không ép. Con còn cũng có những cái lý tưởng, hoài bão, những công việc riêng của con đúng không? Mẹ nói thật ạ. Đúng là mẹ yêu của con yêu mẹ nhất đấy ạ. Thôi được, con cứ làm những cái gì ấy mà con thích. Nhưng mà từ hôm nay mẹ sẽ khóa tất cả các tài khoản vào đấy. Mẹ giở cái trò này ạ? Mẹ quá đáng đấy. Dù không muốn chơi bời như thế nào chăng nữa ấy, thì cũng phải kiếm ra tiền. Tiền ở trong cái nhà này không phải để rót vào mấy cái thứ đổ đốn của con, biết chưa? Nhưng mà con vẫn còn công việc riêng của con. Con đã nhiều lần nói với mẹ rồi cơ mà. Việc riêng là việc gì? Không bàn cãi nữa. Hôm nay cháu còn lại ăn cơm với bác nhá. Dạ, hôm nay lại không được rồi ạ. Tại vì cháu đã hẹn ăn cơm với bố mẹ rồi ạ. Tiếc quá nhỉ. Con đưa Dương về nhá. Dạ thôi, không cần Toàn phải đưa cháu về đâu ạ. Thế thôi, Toàn ra mở cửa cho Dương đi con. Cậu về đi. Không cần mày đuổi. Mà cậu thật sự làm theo lời của mẹ tao nói à? Thật sự là sẽ kèm cặp tôi á? Mẹ cậu bảo thế còn gì? Cậu có phải là một người bảo gì làm đấy đâu. Nhưng mà mẹ cậu thì khác. Chuyện này mẹ cậu nhờ tôi không thể từ chối được. Với lại, cậu cũng nên lo ý chí tiến thủ mà làm ăn đi. Chẳng lẽ cậu cứ để mẹ cậu phải lo lắng như thế mãi à? Mẹ tôi đã kể gì với cậu đúng không? Thật ra không phải như cậu với mẹ nghĩ đâu. Tôi có lý tưởng riêng của mình. Với cái chuyện quản lý công ty không hứng thú cho lắm. Cũng vì lý tưởng riêng đấy nên là cậu mới phản bội lời hứa với tôi đúng không? Cậu vẫn nghĩ về chuyện này à? Chỉ là chưa bao giờ quên thôi. Nếu không thì sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Để quá khứ ngủ yên đi. Thôi được rồi, muộn rồi, tôi phải về đây. Tôi tự về, không cần phải tiễn đâu. Cháu chào bác ạ. Bác ơi, Toàn ở đâu ạ? Toàn ở trong phòng ấy cháu. Mà có việc gì thế? Dạ, cháu có chút chuyện muốn gặp Toàn ạ. Cháu chào bác. Này, đỡ rồi. Thế là tớ đã giành được học bổng ở Úc. Thế là tớ sẽ được sang Úc. Thích quá đi mất. Thế á, có kết quả rồi à? Ừ. Này, đừng nói là cậu chưa xem nhá. Xem đi, mau xem đi, thế nào cũng đỗ. Kiểu gì mà chả đỗ. Sao có thể như thế được?
Rõ ràng hôm đấy cậu làm bài tốt lắm mà, còn tốt hơn cả tớ nữa. Chắc có gì nhầm lẫn ở đây rồi. Không cần phải cố tải lại đâu, kết quả rõ ràng như vậy rồi mà. Nhưng mà... Thôi, bây giờ tớ có việc phải làm, cậu về trước đi. Mà này, chúc mừng cậu đã đỗ nhá. Mấy hôm nữa nhất định phải khao tớ đi ăn đấy, biết chưa? Sao mãi không thấy nói gì với mình vậy trời? Có biết là người ta sốt ruột lắm không? Nếu mà muốn thì cậu ấy vẫn có thể tự chủ chi phí để đi mà. Cậu ấy đâu có thiếu điều kiện đâu. Chắc là do mình lo quá nên là vậy thôi. Alo. Gặp nhau chút nha. Ok. Sao nhìn cậu trông vui vẻ thế? Chứ cậu nghĩ tôi hẹn cậu ra đây để khóc lóc à? Vậy là cậu quyết định đi rồi đúng không? Tớ biết mà, cậu sẽ thực hiện lời hứa với tớ. Với cả cũng có thể lo tự túc đi được mà, đúng không? Thế thì ngày mai nhá, ngày mai bọn mình cùng đi làm hộ chiếu này, đi chuẩn bị đồ này, sắm đồ này. À, mà phải mua quần áo mùa đông nữa, tại vì mùa đông bên đấy lạnh lắm đấy. Tớ không đi đâu. Cậu nói sao cơ? Thì cậu thấy đấy, tớ không đạt học bổng, thế nên là chắc thôi. Nhưng mà bác gái đã nói với tớ rồi, kể cả cậu không đạt học bổng cũng dư sức để cho cậu đi tự túc cơ mà. Cậu đâu cần phải lo về việc ấy. Tớ không muốn đi. Cậu không muốn đi sao? Dù sao thì cũng không phải là nhờ thực lực mà có được. Có lẽ là nó chưa hợp với tớ, cho nên... Nhưng mà chẳng phải cậu đã hứa với tớ là sẽ cùng nhau đi Úc, cùng nhau thực hiện ước mơ cơ mà. Tại sao bây giờ lại nó không đi? Là cậu thất hứa với tớ à? Tớ xin lỗi cậu, nhưng mà tớ còn nhiều việc khác để làm. Tớ vẫn còn một đam mê mà chưa nói với cậu. Thất hứa thì là thất hứa. Những lời này của cậu cũng chỉ là bao biện cho sự thất hứa của cậu đúng không? Dương à, thật sự là tớ có ước mơ riêng của mình. Tớ đã định nói với cậu rồi. Hay là bây giờ cậu có thể đi với tớ không? Tớ không muốn nghe những lời này của cậu. Thất hứa là thất hứa. Không muốn đi thì thôi, tớ không thể cố ép cậu được. Tớ có thể tự đi được. Ok. Ba năm rồi. Giận dai thật đấy. Sao vậy? Thói quen khó bỏ à? Nói thế là ý gì chứ hả? Như mấy tên vụng trộm ở trên giường, có khác gì đâu. Này, cậu đừng có mà nói mấy cái lời điêu ngoa đấy nhá. Tôi có đi chơi thật, nhưng mà vẫn còn trinh trắng lắm đấy. Còn lâu. Mà tới làm cái gì đấy? Mới sáng bạch mắt ra đấy. Thưa chủ tịch, bây giờ là 10 giờ sáng rồi. Công ty không thể nào mà chấp nhận được một vị chủ tịch 10 giờ còn chưa bước ra khỏi giường và 12 giờ còn chưa lết được đến công ty nữa kìa. Tôi đã bảo cậu rồi, tôi không hứng thú gì đến công ty cả. Vậy nên ấy, đừng có quản tôi nữa, ok? Cậu đừng có mà bướng bỉnh như vậy. Chuyện này là mẹ cậu nhờ tôi, chứ không phải là tôi tự biên tự diễn mà cậu cứ cố chấp như thế. Cậu có 10 phút để chuẩn bị, sau đó tôi sẽ dẫn cậu đi xem qua một số tài liệu kinh doanh. Ra lệnh luôn rồi ấy. Còn 9 phút. Nhanh lên, tôi ra ngoài kia đợi cậu. Này, đến công ty thì cậu phải mặc sơ mi hoặc là vest chứ.
Tại sao lại ăn mặc luộm thuộm thế này? Đừng có bày ra cái bộ dạng này để cho nhân viên nhìn thấy nhá. Tôi mặc làm sao mà tôi thấy thoải mái nhất thôi. Nhưng mà nhìn cậu mặc thế này, tôi cảm thấy không thoải mái. Vẫn như ngày xưa nhở? Vẫn thích quản tôi thôi. Mà thôi được rồi, chọc giận cậu thì cũng chẳng vui vẻ gì. Để tôi vào thay là được chứ gì. Cậu hãy tìm hiểu từ những cái này đi. Đây là tài liệu về khách hàng và các đối tác của công ty FVM. Tôi cũng đã sàng lọc sơ qua rồi nên mới đưa cho cậu đấy. Đúng là không hổ danh là người mẹ tôi chọn nhờ. Vừa mới về nước thôi mà cái gì cũng biết. Mấy cái này còn nghiên cứu kỹ hơn cả tôi đấy. Yeah. Chẳng qua là vì tôi đã hứa với bác rồi nên tôi phải làm thôi. Và quan trọng hơn ý, là tôi không phải là người nói ra được nhưng mà không làm như ai đó. Tôi chỉ đang cố gắng hết sức thôi. Giận dài thế không biết. Không rảnh mà giận cậu. Không giận thế mà cắt đứt hết mọi liên lạc. Cậu cũng đâu có muốn liên lạc với tôi đâu. Ai bảo cậu là tôi không muốn. Không tìm thì đồng nghĩa với không muốn rồi. Tôi thôi, tôi thực sự là không muốn đôi co với cậu đâu. Tài liệu còn rất nhiều như thế này ấy, mà cậu còn muốn hơn thua với tôi thì biết đến bao giờ mới xong được. Chủ tịch Toàn này, tôi thành khẩn mong cậu hãy đọc hết số tài liệu này, mà không phải là đọc suông. Phải tìm hiểu thật kỹ cho tôi. Tôi sẽ ngồi ở kia đợi cậu. Có gì không hiểu thì cứ hỏi. Thế đợi hay là giám sát đây? Này, đi ăn gì đi, tôi đói quá. Cậu đã đọc xong hết tài liệu chưa? Chưa đọc xong thì cũng phải đi ăn trưa chứ, không thì đói chết à? Tôi không đói. Tôi lại biết thừa ra, cậu mà không đói. 3, 2, 1. Đấy, tôi biết ngay mà. Cái mắt của cậu cứ híp híp lại một tí ấy, là đang đói bụng rồi đấy. Đi ăn đi, đi đi đi. Cũng nhớ quá cơ. Nhưng mà cậu ấy cũng phải xong việc của cậu đã. Đây, tất cả những cái gì quan trọng mà cần lưu trú ấy là tôi đã ghi hết ra đây rồi, viết hết vào đây rồi. Này, chiến lược marketing nhá, được chưa? Quản trị nhân sự này, được chưa? Quản lý tài chính các thứ kiểu, viết hết rồi. Cũng được đấy nhỉ? Cậu không biết à? Những người mà đang đói ấy, là thường phát huy tất cả năng lực của mình có thể, cậu hiểu chưa? Với thêm một cái ấy, quan trọng nhất là không muốn ai đó vì mình mà phải bị đói thôi. Đi. Mẹ cất công nhờ vả cái Dương, bỏ ra bao nhiêu công sức như thế mà con không màng gì đến công ty, lại đi làm mấy cái việc không ra cái gì như thế hả? Mẹ à, rất nhiều lần con nói với mẹ rồi. Đấy không phải là công việc không ra gì. Đấy là đam mê, là ước mơ của con cơ mà. Sao mẹ không chịu hiểu cho con vậy ạ? Đam mê, đam mê mấy cái việc rẻ tiền như thế. Vì mấy cái việc ý mà con bỏ cả đi du học ở Úc, bỏ cả tương lai của mình hay sao hả? Là con không đủ khả năng mà. Nhưng mà gia đình này ấy, thừa tiền cho con đi du học, con biết mà. Chính vì mẹ, chính vì cái gia đình của mình và cái vỏ bọc mẹ muốn tạo ra cho con, làm con quá mệt rồi, con không muốn. Sao ạ? Nếu như bây giờ con học không giỏi và cái thời gian đó ấy, con tập trung học tập rồi vẫn không có được học bổng thì mẹ chỉ cần vung tiền ra là xong, đúng không ạ? Vậy thì bao nhiêu công sức của con, bao nhiêu cố gắng của con phải làm sao đấy ạ? Coi như vứt đi hay sao? Thế mẹ có bao giờ nghĩ cho con không? Cái lòng tự trọng của con đấy ạ. Lòng tự trọng của con chỉ vì thua kém cái Dương hay sao? Đúng. Con tự ti vì thua Dương. Con tự ti vì mình không đủ khả năng. Nhưng mà đến bây giờ, con vẫn chưa một lần hối hận với quyết định của mình. Con hứa với mẹ rằng, cái việc con làm ấy không phải là vớ vẩn. Và chắc chắn con sẽ kiếm ra tiền từ nó. Mẹ hiểu cho con đi ạ. Cái đam mê đấy của con ấy thì kiếm ra được mấy đồng chứ? Hay là
con chỉ ăn chơi rồi tàn đúa với cái đám bạn ở dưới kia hả? Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy. Tôi mang thêm tài liệu cho cậu tham khảo. Bác đừng giận ạ. Chắc là cậu ấy có lý do riêng của cậu ấy thật. Hay là để cháu đi tìm Toàn về nhá. Đi đâu mà nhanh vậy chứ? Alo. Tôi hỏi hết mấy đứa bạn thân của Toàn rồi, chả đứa nào biết ở đâu cả. Vậy được rồi, tôi cảm ơn ông. Đi đâu được? Ở đây thật đấy à? 3 năm rồi, có mỗi cái căn cứ cũng không đổi. Cậu về nói chuyện với bác đi. Tuy lúc nãy bác không nói câu nào nặng lời, nhưng mà cậu nói ra điều gì thì cũng phải nghĩ đến cảm xúc của mẹ mình chứ. Mẹ thì cũng đang quan tâm cảm xúc của tôi, chưa bao giờ để tâm cả. Cho nên tôi đâu cần phải nghĩ nhiều như vậy. Ai bảo cậu như vậy? Lúc cậu đi, bác ấy đã rất buồn. Lúc nào cũng nghĩ cách để cậu tốt hơn. Như vậy mà là không để tâm đến cậu sao? Giúp tôi tốt hơn hay là bắt tôi làm những việc mà tôi không thích? Vừa rồi ấy, cậu đã nghe rồi mà. Đam mê của tôi đối với mẹ cũng chỉ là một cái trò vô bổ thôi. À, mà đối với cậu thì cũng thế nhỉ? Cậu chưa bao giờ chia sẻ với tôi về đam mê của cậu. Là tôi chưa từng có cơ hội để làm điều đó. Chưa có cơ hội nói thì bây giờ nói đi. Tôi nghe này. Cậu đang thương hại tôi đấy à? Tôi không lãng phí nhiều thời gian đến vậy. 3 năm qua, lúc nào tôi cũng cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Lúc nào cũng suy nghĩ về lý do tại sao cậu lại không thực hiện lời hứa với tôi. Hiện giờ ấy, không phải là tôi đang an ủi cậu đâu, mà là tôi đang tìm một lý do để an ủi chính bản thân mình. Lời lẽ đanh thép quá nhở. Cầm lấy. Cái gì đấy? Thì là quà tôi làm tâm huyết để tặng cậu đấy. Trước ngày mà cậu đi, tôi định là sẽ đưa nó cho cậu rồi. Rồi kể cho cậu nghe về ước mơ, về đam mê của tôi. Nhưng mà cái cô tiểu thư như cậu ấy đồng đảnh quá cơ, không chịu nghe người ta nói hết chuyện cơ mà. Đồ điêu khắc sao? Nhắc với nhớ, lúc trước ngoài giờ học ra thì lúc nào cậu cũng ở lì trong lớp cùng với mấy người anh ở trong lớp điêu khắc. Hóa ra là để làm như thế này à? Dạ vâng, quý hóa quá. Đến bây giờ thì cô bạn thân nhất của tôi mới biết được ước mơ đam mê của tôi. Thế mà suốt ngày bảo là bạn thân. Thì cho người ta xin lỗi mà. Ngày xưa tôi cũng chỉ chú ý về học hành quá nên là cũng không để ý gì đến xung quanh. Thảo nào ngày trước lại hay tặng người ta bóc chìa khóa điêu khắc đến như vậy. Thì ra là vậy. Thật ra lúc đó tôi cũng muốn đi Úc, nhưng tất cả mọi chuyện đều rõ ràng cả mà. Là tôi thi không hề đỗ, bây giờ năng lực không có thì đi Úc kiểu gì bây giờ. Hơn nữa ngày đó khi mà tôi làm mấy cái này này, tôi lại cảm thấy là vui hơn, đỡ cô đơn hơn trong những cái lúc mà cậu mải học quá bỏ bơ tôi đấy. Cuối cùng thì tôi biết là nó hợp với tôi phết. Vậy cũng chính vì điều này mà cậu và mẹ hay cãi nhau đấy à? Thì sau đó tôi hay tụ tập với cả mấy anh em chung đam mê. Thì mẹ quy chụp tôi luôn là vô công rồi nghề, biết làm sao được bây giờ.
Mẹ thì muốn tôi là học hành chăm chỉ rồi tiếp quản công ty. Tôi thì lại không hứng thú. Không cãi nhau thì cũng phí. Vậy bây giờ cậu muốn làm không? Làm gì? Thì làm cái này này. Chứ dạy cho cái người thiếu chí hướng như cậu ấy. Cô giáo đây cũng đau đầu chết đi mất. Cậu ủng hộ tôi á? 3 năm trước không ủng hộ được thì bây giờ bù. Tuyệt vời luôn. Cháu chào bác ạ. Bác ơi, Toàn đâu ạ? Toàn ơi, đến công ty rồi cháu. Toàn đến công ty sao ạ? Cháu tưởng là Toàn đang bận vì dự án riêng của mình. Sao lại đến công ty làm gì ạ? Công ty có chuyện rồi cháu ạ. Không có người đứng đầu. Bọn sâu mọt liên tục cắn xé. Nên sợ là... Vậy là Toàn phải trở lại công ty để quản lý ạ? Nhưng Toàn vẫn chưa vững lắm. Ép cậu ấy như vậy... Cậu đến rồi à? Cậu thực sự trở về để phụ việc cho công ty sao? Thì hết cách rồi mà. Công ty đang gặp vấn đề. Bây giờ mà không có người xử lý sẽ không xong đâu. Vậy còn ước mơ của cậu thì sao? Tạm thời gác lại. Hoặc là gác lại mãi mãi. Mà tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi có mang chút tài liệu đến này, cậu đọc đi. Thời gian này bận nhiều công việc như vậy, chắc là cậu mệt lắm nhỉ? Cũng mệt thật, nhưng mà cũng ổn thôi. Chỉ là không có nhiều thời gian để tới sự của chúng ta nữa. Rồi còn công việc này nữa này. Quả đúng là tôi không có tài mà. Cố gắng làm mãi rồi vẫn chẳng làm xong. Vẫn chẳng biết phải làm sao để công ty ổn định trở lại. Chẳng lẽ tôi vô dụng như vậy sao? Vô dụng gì chứ? Ai làm trái đam mê của mình mà chả khó khăn như vậy? Muốn theo đuổi đam mê, nhưng mà có lẽ ông trời cũng không muốn nữa rồi. Bởi vì phải thật sự chăm chỉ, hết mức thì mới có thể cứu vãn được công ty. Có cách rồi. Cách gì thế? Chẳng phải là công ty chúng ta sắp ra mắt bộ sưu tập thời trang mới đúng không? Nếu như chỉ ra mắt bằng cách thông thường ấy, thì không phải là không đột phá sao? Nhưng mà tôi có cách này, chắc chắn là độc lạ. Cách gì vậy? Cậu nói thử xem. Cậu có thể tạo hình người gỗ để trưng bày đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ cần thêm bánh xe ở dưới chân, rồi thêm bộ điều khiển, để cho những người gỗ đó thành người mẫu trình diễn bộ sưu tập mới của chúng ta. Như vậy chắc chắn là độc lạ luôn. Cậu thông minh thật đấy. Cách như vậy cậu cũng nghĩ ra được á? Đây đúng là một ý tưởng hay mà. Đi thôi, mình phải đi ngay. Đi làm người mẫu gỗ. Đi. 1, 2, 3. Yo. Bữa cơm hôm nay ấy là để chúc mừng hai đứa. Hai đứa giỏi thật đấy. Không những giúp công ty vượt qua khó khăn mà còn đạt cả doanh thu của năm. Mẹ rất tự hào về hai đứa. Hai đứa đã vất vả ngày đêm rồi. Thật là tội nghiệp hai đứa. Nếu mà có tự hào thì mẹ nên tự hào về cô giáo mà mẹ thuê cho con đấy. Thật sự là nhờ có Dương ở bên con lên ý tưởng này và giúp đỡ con thì mới có như ngày hôm nay đấy ạ. Còn biết khen người ta cơ thế. Nay lạ thế. Giỏi thì phải khen chứ, sợ gì mà không khen. Con dâu của mẹ giỏi thật đấy. Mẹ không tự hào làm sao được chứ. Cái này bác à? Cái này à, mà mẹ nói thế thôi chứ có tính toán cả đấy. Toàn này, mẹ xin lỗi con nhé.
Mẹ đã cấm con, không cho con theo đuổi đam mê. Mẹ là người không biết nhìn xa, nên đã để con buồn phiền nhiều rồi đúng không? Mẹ tôi hôm nay động viên con trai mình đấy à? Lạ quá đấy ạ. Chả thế thì sao? Không những thế mà con này, mẹ đồng ý cho con theo đuổi đam mê của mình. Mẹ không ép con làm những việc con không thích nữa. Thật ạ? Mẹ ủng hộ con ạ? Đây, hôm nay mẹ tôi ủng hộ tôi rồi đấy, ủng hộ đam mê của tôi. Nhưng mà có một điều kiện. Điều kiện gì vậy ạ? Muốn theo đuổi đam mê thì phải mang về cho mẹ một cô con dâu tài giỏi như ai kia, đúng không? Thế thì có đơn giản, cần gì phải tìm đâu xa hả mẹ? Ngay đây thì còn gì nữa hả mẹ? Ai đồng ý mà tìm? Ai đồng ý chứ?